Nhằm khuyến khích phát triển chăn nuôi, Lào Cai đã quy định một số mức hỗ trợ cho tổ chức cá nhân đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, hỗ trợ 30% kinh phí đầu tư nhưng không quá 2 tỷ đồng trên cơ sở đối với tổ chức cá nhân. Đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất giống trâu bò, đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi lợn nái sinh sản tập trung, đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất giống gia cầm. Điều kiện được hỗ trợ: đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường, sản xuất kinh doanh giống vật nuôi, đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật, chuồng trại đảm bảo quy định theo tiêu chuẩn quốc gia, cơ sở sản xuất giống trâu bò, lợn nái có quy mô nuôi tập trung thường xuyên từ 100 con trâu, bò cái, lợn nái sinh sản trở lên, cơ sở sản xuất giống gia cầm có quy mô tối thiểu sản xuất 20.000 con giống trên một tháng. Hỗ trợ 40 triệu đồng trên cơ sở đối với tổ chức cá nhân xây dựng mới cơ sở chăn nuôi lợn đực để khai thác, truyền tinh nhân tạo. Điều kiện được hỗ trợ: đảm bảo điều kiện sản xuất tinh giống vật nuôi theo quy định của luật chăn nuôi. Quy mô tối thiểu 3 con lợn đực giống đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Đối với lợn đực bản địa đã được cơ quan quản lý về chăn nuôi cấp huyện bình tuyển chọn lọc. Cơ chế hỗ trợ sau đầu tư.